Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một công thức sinh tố rất tốt cho sức khỏe, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, chữa táo bón, phòng ngừa ung thư, phòng ngừa tiểu đường, đặc biệt là tốt cho tim mạch. Nguyên liệu gồm có 2 đến 3 quả chuối, 1 đến 2 thìa mật ong và 1 đến 2 thìa hạt chia. Với nguyên liệu chuối thì các bạn bóc vỏ sau đó thì thái nhỏ nguyên liệu này ra. Trong chuối có chứa rất là nhiều dưỡng chất, đặc biệt là các vitamin, khoáng chất, các enzyme, các chất chống oxy hóa. Ngoài ra hàm lượng chất xơ ở trong chuối rất là cao, sẽ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Ngoài ra thì còn có thể có các tác dụng là chữa táo bón, thúc đẩy tiêu hóa, thải độc gan, tốt cho gan, thận. Đặc biệt là những người mà đang gặp những cái vấn đề về táo bón thì chúng ta ăn cái món sinh tố chuối kết hợp với lại mật ong này thì rất là tốt cho quá trình tiêu hóa, giúp nhuận tràng, chữa táo bón. Đặc biệt bổ sung chuối, mật ong và hạt chia. Trong hạt chia thì rất là giàu cái hàm lượng canxi ấy. Chính vì vậy mà cái hàm lượng canxi ở trong hạt chia rất là cao quý vị. 100g hạt chia có thể chứa tới 640mg canxi. Chính vì vậy bổ sung thêm hạt chia sẽ bổ sung hàm lượng canxi rất là tốt cho cơ thể. Đặc biệt là nó sẽ giúp ngăn cản cái quá trình chống lão hóa, chống viêm, và đặc biệt là nó sẽ giúp ngăn ngừa loãng xương ở những cái người có những cái vấn đề về thoái hóa hoặc là vấn đề đau nhức xương khớp. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công thức này cho các cái bữa phụ hoặc là bữa ăn hàng ngày. Sau khi nguyên liệu đã thái nhỏ ra như thế này thì các bạn sẽ cho vào một cái máy xay, có thể là máy xay sinh tố hoặc là máy xay cầm tay. Cho chuối vào một cái máy xay đây, mình sử dụng máy xay cầm tay để mình xay. Sau khi cho chuối vào rồi thì các bạn sẽ bổ sung thêm từ 1 đến 2 thìa mật ong. Vì là chuối là đã ngọt rồi cho nên các bạn sử dụng mật ong, các bạn có thể sử dụng thêm một ít thôi, hoặc là bạn nào không thích sử dụng mật ong thì chúng ta có thể sử dụng sữa chua cũng rất là tốt cho sức khỏe. Mình sẽ thêm 1 thìa mật ong nguyên chất vào trong cái công thức sinh tố như thế này. Các bạn có thể thêm một chút đá vào cho cái công thức sinh tố này. Tuy nhiên là nếu ai không ăn lạnh ấy, thì các bạn có thể sử dụng một ít nước để thêm vào. Ở đây thì mình bây giờ đang ở miền Bắc, đang là mùa đông khá là lạnh, cho nên là mình sẽ thêm một chút nước vào đây. Có thể sử dụng nước ấm để cho cái công thức sinh tố này tốt lợi cho, có sẽ có tốt cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta hơn. Và sau khi nguyên liệu đã cho đầy đủ vào trong cái cốc như thế này thì bây giờ mình sẽ xay bằng máy xay cầm tay. Và sau khi đã xay xong thì mình sẽ đổ ra một chiếc cốc như thế này. Sau đó mình sẽ cho từ 1 đến 2 thìa hạt chia vào cái công thức sinh tố chuối này. Vừa hoàn thành xong công thức sinh tố chuối, mật ong và hạt chia, và mời các bạn cùng thưởng thức công thức sinh tố này nhé. Món sinh tố ở đây rất là ngon vì nó có vị ngọt của mật ong và của chuối. Mặt khác thì nó có độ giòn của cái hạt chia thì rất là ngon miệng và đồng thời là rất là tốt cho tiêu hóa. Đây là mình sẽ sử dụng cho một bữa trưa lành mạnh. Nếu các bạn sử dụng cho những người mà có vấn đề tiêu hóa thì các bạn nên sử dụng sau bữa ăn từ 1 đến 2 tiếng. Còn nếu những ai không có vấn đề về tiêu hóa như là đau dạ dày, đau ruột thì chúng ta có thể sử dụng vào bữa chính như là bữa trưa hoặc là bữa phụ chiều ấy, thì cũng sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các bạn lưu ý rằng đối với những người mà có những vấn đề về thận, chức năng của thận ấy, thì chúng ta nên hạn chế cái chuối trong cái công thức này. Chúng ta có thể thay vào đó bằng một cái thêm bổ sung thêm táo thay bằng chuối, bởi vì trong chuối này cái hàm lượng kali khá là cao
đối với những người có chức năng về thận nó bị suy giảm thì cái khả năng đào thải kali ra khỏi cơ thể nó khá là chậm, cho nên chúng ta nên hạn chế ăn cái sinh tố chuối này vào cái bữa chính, mà chúng ta có thể thay vào bằng cái bữa phụ và chúng ta giảm cái lượng chuối đi. Một bữa chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1/2 đến 1 quả chuối thì sẽ tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, những người bị bệnh lý tiểu đường chúng ta cũng nên giảm hàm lượng chuối trong cái chế độ khẩu phần ăn của mình so với những người bình thường, bởi vì cái lượng đường ở trong chuối này nó khá là cao. Thì các bạn cũng lưu ý, nếu những ai gặp vấn đề về tiểu đường thì chúng ta cắt giảm cái lượng chuối trong cái công thức sinh tố như thế này, mà chúng ta có thể thay bằng các loại rau xanh ấy, thì cái hoặc là dưa chuột hoặc là cần tây, thì nó có cái hàm lượng đường hay là chỉ số đường huyết của nó thấp ấy, thì nó sẽ tốt hơn cho những người bị bệnh tiểu đường các bạn nhé. Và video đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn có nhiều sức khỏe. Còn bây giờ xin mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.